Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình mở shop văn phòng phẩm chưa? Mình sẽ nghĩ tới viễn cảnh được liên tục mua tất cả những sổ bút mình yêu thích về bày ở cửa hàng cho thỏa đam mê đúng không? Nhưng mà sự thật nó hơi khác nha. Hồi xưa Ri siêu mê đồ skincare luôn, thấy mua bao nhiêu cũng không đủ ai review bùi tay là mua hết. Nhưng tới chừng Ri vô làm cho công ty mỹ phẩm, liên tục soạn hàng chục hàng trăm sản phẩm skincare xịn sò đẹp đẽ, tự nhiên cái mình sinh ra một đề kháng vô hình với việc mua thêm đồ skincare. Chuyện tương tự cũng xảy ra với văn phòng phẩm. Từ khi tắm mình trong hàng trăm cái bút, quyển sổ, dụng cụ học tập, trang trí các thứ thì tự nhiên cái thôi thúc phải mua thiệt là nhiều bút sổ nó giảm bớt á. Mình không còn cái kiểu thấy đồ nào xinh một chút, có vẻ hay một chút là mua nữa. Mình chỉ bị sao động bởi những thứ thật sự đỉnh, khác biệt, xịn sò thôi. Nhưng nói vậy thôi, mê vẫn mê nha, nhưng ngồi review hàng lên kệ như vậy là bao phê luôn nè.